Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hiện tiền chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý Phật tử. Chiều nay theo lời phân phó của sư bà, chúng ta có một buổi sinh hoạt dành cho các Phật tử. Thế nhưng mà các Phật tử thì đâu có mấy người đâu. Tất nhiên là mình sẽ kiếm những cái chuyện nó gần gũi đời thường để các vị có thể đón nhận và ứng dụng trong đời sống bình thường. Có hai điều nơi đây mà chúng ta sẽ ứng dụng nó trong cái sinh hoạt của những người Phật tử hiện tại. Tất nhiên là người tu chúng ta thì cũng không có ngoại lệ. Đó là mình cư xử với nhau lúc còn trẻ và mình cũng cư xử với nhau lúc tuổi già. Hai điều này nó có một cái nền tảng chung, đó là nếu ta có tu tập, tất nhiên là ta sẽ làm được đời sống của tuổi trẻ nó có niềm vui, nó có hỷ lạc, nó có lợi ích cho mình, cho người. Và khi mình làm điều này ngay lúc còn trẻ thì tuổi già mình nó đỡ hẫm hiu. Bằng không thì cái tập khí đã quân trong quá khứ rất là dày, từ những năm tháng xa xưa cho tới lúc tuổi trẻ. Mình cư xử ra làm sao thì tuổi già mình cũng vướng vô tình trạng như vậy. Mình thưa điều này là do vì mới vừa rồi mấy đứa Phật tử nó đến, nó thưa với mình một chuyện mà mình bày cho nó. Mình nghĩ rằng cái điều này hữu ích cho nên mình nói để cho đại chúng có thể chiêm nghiệm nghe. Nó than phiền rằng là bà cụ của nó tới tuổi già có nhiều cái rất là chướng tật. Và nó rất lo sợ là trong cái tình trạng như thế này càng ngày nó càng phát triển, cái sự sân si bực bội của nó càng nhiều. Anh là những Phật tử anh rất ham tu, và bà thì đã là người xuất gia rồi, trong quá khứ thì bà từng tu thiền, bà từng học pháp. Thế rồi lúc tuổi già nhớ quên thì đôi khi kêu bà niệm Phật bà cũng không niệm được, biểu bà ứng dụng thiền tập bà cũng không ứng dụng xong, tâm nó lãng đãng, nó nhớ quên. Cái tình trạng như thế này thì lâm vô sự khó khăn, đó là những người con cái trong gia đình cứ nghĩ rằng là dường như mẹ mình bị ai nhập á. Đây là cái quan niệm thông thường nha, tại vì cái nhân cách nó rất lạ, lúc thì vậy lúc khác, như có nhiều con người trong một hình hài. Đối với người tu chúng ta thì chúng ta không biết có gặp cái tình trạng là các sư bà, sư ông của mình, thầy mình già lâm vô chuyện này hay không thì không biết. Thế nhưng mà người già ở nhân thế thì chuyện này rất bình thường. Và thưa các vị, mình mang tiếng là ông thầy, dù không phải là trực tiếp dạy đạo cho thiên hạ nhiều, thế nhưng mà có việc chi thắc mắc, khó gỡ thì anh đều tới, anh đều vấn kế mình. Và dường như lời của mình nó trở thành một cái lời chuẩn mực để giúp cho họ cư xử. Thông thường thì những buổi dạy học thì mình cũng biết đường trả lời, tại kinh sách sẵn đó, đọc rồi giải thích thôi. Gặp những trường hợp vậy rồi xin hỏi đại chúng các vị giải quyết sao? Ví dụ như hỏi quý ni sư trả lời sao? Ta về thiết lập đàng tràng, trai đàng chẩn tế để cho xong. Này ma ám, này quỷ dựa, vân vân. Và chừng như cái văn hóa người Việt chúng ta bây giờ, cái trai đàng chẩn tế nó trở thành một loại hình rất phổ biến nha. Mình nói để cho các vị ý thức rằng là nếu mình tu theo chánh pháp á, thì nên bớt những cái rườm rà đi, hãy ứng dụng pháp Phật để hành xử một cách nó rất là thông tuệ. Thứ hai là làm như vậy mình mới có cơ may phục hồi được chánh pháp, còn không thì chúng ta cứ một bề cầu cúng nó rất là vụng, nó không có gì sai nơi đây cả. Thế nhưng vô hình chung rằng là chúng ta tu nhưng mà thiếu đi năng lực trí tuệ của một người sống trên một xã hội phát triển. Và rồi mình cũng phải ngồi trầm tư, không biết là phải giải quyết
cái hồ sơ bệnh án này như thế nào, cuối cùng rồi cũng kiếm ra được cách để nói chuyện. Nói rằng là đa phần người già đều như vậy, không có vấn đề gì nói đây cả, nó là việc bình thường. Tại sao? Vì người già cái hệ thần kinh của chúng ta nó bị rỉ sét, giống như ống nước nó bị chảy lâu ngày quá phèn nó đóng, cho nên cái chất nước nó chảy rất là chậm và rất ít, cái lượng nước nó qua không có đều đâu, khi thì nó qua đều, khi nó không có. Trong khi đó thì cái bồn chứa nước có khi nó là một loại nước trong quá khứ nó đã đục, nó phèn, nó ô uế. Do vậy cho nên có khi thì nước nó chảy trong, có khi nước nó chảy đục, có khi nước nó chua, có khi nước nó uống được. Rồi từ ví dụ đó quay ngược lại, mình đừng nghĩ rằng tâm thức của mình tu 10 năm, 20 năm mà nó có thể đổi thay toàn bộ cái ký ức, tức là cái hồ sơ lưu trữ nơi đáy lòng á. Tại ký ức của ta nó rất là giàu, nó cất chứa có khi từ hàng sa kiếp, ngay kiếp này thôi. Các vị đã mất tới hơn nửa đời người để học, để thu thái văn hóa của xã hội đi vô. Và trong quá trình mình đón nhận những văn hóa xã hội đi vô thì trong đó tạp chất nó không ít. Những cái buồn giận ghét thương, những cái sân si phiền muộn, những cái lo âu vân vân nó tràn đầy. Và lúc cơ chế của thần kinh mình nó còn tốt, mình khống chế được. Mình ra lệnh cho nó là những điều này nói ra làm tổn thương nhau, những điều này nói ra làm người ta đánh giá mình rất là thậm tệ, cho nên dừng được. Ấy vậy là tới lúc già, cái hệ thần kinh của mình nó làm chủ không được. Mình biểu tai mình đưa lên có khi nó còn không nghe lời. Huống nữa, cái thần kinh của mình nó quen với con đường rong chơi đây đó lâu đời rồi, bây giờ biểu nó dừng, nó đâu bao giờ dừng, nó cứ tự tràn lên theo với cái nhu cầu nó thích thôi, tức là nó ưng làm gì nó làm thôi. Khi thì nó giận, khi thì nó buồn, khi thì nó có nhân cách một người lành thiện như bà tiên, khi thì nó cũng có nhân cách như Atula, khi thì nó là anh hùng hảo hán, rồi có khi nó cũng là cái tên đầu trộm đuôi cướp ai ngăn được. Trong người nam cũng vậy, trong người nữ cũng vậy, tại vì khi già hệ thần kinh nó yếu, giây phút kề cận với cái tật bệnh ốm đau và cái chết thì ta không có làm chủ được toàn bộ cái kho tàng ký ức của ta cất chứa ngay. Đây là điều thứ nhất, cái việc nhận diện về tất cả người già đều có thể như vậy. Nhận diện thứ hai, mình tu cái kiểu phất phơ qua ngày, hàm nghĩa rằng sống qua ngày đoạn tháng đó. Ta Việt Nam thì sống qua ngày chờ qua Mỹ, còn mình cái kiểu sống qua ngày chờ cái chết đến, chứ có qua Mỹ gì nữa đâu, ở Mỹ rồi. Cái tình trạng này xảy ra thì cái khó khăn là thưa các vị, có thể ở chùa 20 năm làm bao nhiêu việc, nhưng mà tới già rồi hệ thần kinh không làm chủ được, cho nên tất cả những tập khí quá khứ nó trỗi dậy một cách rất là mạnh mẽ. Và lúc bây giờ thì cái nhân cách mới quân tập của mình ở trong chùa niệm A Di Đà Phật râm ran đó, mở miệng ra ngọt ngào đó, nó tự nhiên nó bị ép nằm ở một bên rất lép vế. Cái phần còn lại là cái phần mình quân tập nó từ bé thơ, từ cái thở mình còn ăn miếng trả miếng với thiên hạ, họ đánh một tát tay bên má này thì mình đánh họ một tát tay bên má trái trả lại ngay. Thưa các vị, cái tính cách này nó bật lên rồi tự nhiên mấy mươi năm ở chùa làm công quả hoặc niệm Phật lai rai đó, nó đi mất hồi nào không hay, chỉ còn lại tính cách của một người rất là hung hãn. Điều này có hay là không có? Có nghe. Mình đã gặp một số các Phật tử, đó là mẹ của quý sư cô chứ không phải là người thường. Trong cái sinh thời, bà đã từng làm rất là vất vả, như lượm từng cái lon bia gom lại bán để gửi về Việt Nam làm từ thiện. Thì các vị biết tâm đã tốt rồi. Theo học đạo với những vị thiền sư lớn, thì các vị biết là có khi mình không đủ duyên như những bà cụ như vậy. Và ở chùa ăn chay cũng mười mấy 20 năm,
Con thì đi tu hai ba người chứ ít gì đâu. Rất mực là thương mẹ. Thế rồi tới tuổi già, bà cũng vô chùa. Tại vì con của bà tu cho nên bà nương với chùa, sống với Tam Bảo, với chư Tăng, với chư Ni. Và thưa các vị, lúc bà lẫn rồi thì chuyện gì phát sinh các vị có biết không? Bà dùng ngôn ngữ rất thô, rất tục, như bà đã từng sử dụng trong nhân thế. Đây là trường hợp thứ hai mình dẫn ra để đại chúng lưu ý rằng là cái kiểu tu của chúng ta trên cái bề cạn của ý thức á, nó không có đủ năng lực để nó dội về đến cái miền tiềm thức sâu thẳm của các vị để có thể trút hết loại nghiệp lực có mặt ngay một đời. Đừng nói có mặt nhiều đời nhé. Các vị ai đã từng học duy thức thì biết điều này. Tàn thức của ta nó chứa vô vàn hạt giống. Có những hạt giống của chư thiên, hạt giống của quỷ dữ, hạt giống của loài động vật, hạt giống của Bồ Tát, vân vân. Từ điều này chúng ta kéo nó về để lý giải về một vấn đề rất là quan trọng, đó là người già khi hệ thần kinh của họ nó không làm chủ được. Cái sự giao thoa của nơ rong thần kinh nó không cho phép các vị đủ bén nhạy. Ngay bây giờ mình đã cảm nhận ra điều này nha. Các vị cứ biết rằng mình là một người rất là cẩn trọng, tu tập tương đối, cũng chưa phải là thánh, nhưng mà có sự đầm tĩnh nhất định, ổn định nhất định, làm việc một cách thông thả nhất định. Thế nhưng mà có khi mình rót nước ra ly, nắp bình thủy để bên, mình lại không bưng cái ly nước uống, mình bưng cái nắp bình thủy, mình đưa ly lên miệng, mình uống. Chợt nhớ là, ủa, đâu có nước, cái này cái nắp bình thủy mà. Từ chính bản thân mình đã nghiệm ra rằng là cái hệ thần kinh của mình càng già, cái khả năng làm chủ để sai khiến nó, lãnh đạo nó, quản lý nó, ra lệnh cho nó chậm so với người trẻ. Nếu không tin, các vị ra đường, các vị nhìn coi chiếc xe nào mà rất tốt, còn rất mới, thậm chí là xe sport, tức là xe thể thao đó, nhưng mà nó lái chậm như rùa, thì nhìn ra ổn già không à. Người già không thể làm gì hết. Từ điều này chúng ta nhìn ra một cái vấn đề quan trọng, thưa các vị, ai cũng vậy, ai cũng vậy. Thứ nhất là cơ chế thân thể ta nó suy thoái theo với cái tiến độ tuổi càng ngày càng lớn. Thứ hai là năng lực tâm thức ta nó chỉ quân tập một cái phần rất nhỏ trên bề cạn của ý thức mà chưa thể chìm sâu xuống cái mặt tàn thức. Rồi các vị quy chiếu nó vào đời sống của người tu cũng vậy thôi. Nếu các vị xuất gia từ tuổi bé thơ, 5 tuổi, 7 tuổi đi tu, thì nó khác. Rồi các vị 50 tuổi đi tu thì nó khác. Dù bên ngoài thì nó giống nhau đó. Cũng là khoác y, khoác áo, cũng đoan trang. Thế nhưng mà người ta nhìn ra ngay là mình tương trao chưa thấm. Nghe ra thì giọng tụng kinh cũng biết tương trao chưa thấm nghe. Sư bà hay dùng cái từ giọng tụng chưa thấm tương trao đó. Từ điều này nó cho chúng ta cái nhìn rằng là điều thứ nhất, nếu ta là người trẻ, cái vai trò của nhân gian, các vị Phật tử nuôi bố mẹ, nếu ta là người trẻ trong đạo, đó là các vị đệ tử nuôi thầy mình lúc tuổi già. Các vị nên lưu ý, tuổi già nào cũng có những khó khăn nhất định như vậy. Đây là vấn đề thứ nhất. Xin lặp lại, trừ những bậc đạo lực thâm hậu, tu tập thực sự chuyển hóa được tiềm thức của họ, bằng không thì tuổi già nào cũng có những loại khó khăn nhất định từ tiềm thức dội về. Và khi ta nghiệm ra điều này thì chính bản thân của tất cả người tu chúng ta nên nhận diện một điều rằng là cái công phu tu nó không đơn thuần chỉ là cái việc ở bề mặt, mà cái việc vô cùng quan trọng là nó phải chìm sâu vào tâm thức của ta bằng năng lực, bằng ý chí, bằng bản hoài, bằng không thì không thay đổi được. Có những vị lớn tuổi, có thể là sư bà, mang cái loại tập khí rất là sợ sệt, mất của. Thế rồi tới tuổi già, cái chi thì quên nhưng mà tiền thì không quên. Thì các vị hình dung rằng là coi chừng nếu ta không khéo tu thì ngay bây giờ ta cũng lâm vô tình trạng khó khăn trong tương lai, đó là ta quên hết mọi thứ, kể cả cái ăn ta cũng không biết ta ăn được bao nhiêu,
no hay không no, ăn rồi ăn chưa, nhưng mà cái không quên đó là tiền á. Những món tập khí một đời người ra làm sao tới tuổi già hiện ra hết. Thế cho nên nếu thân phận chúng ta là người tu lâm vô tuổi già, ta nên ý thức điều này để có thể làm được gì cho chính mình lúc trí lực ta còn khỏe mạnh, ý chí ta còn làm chủ đạo được, dắt dẫn tâm ta được. Đây là trường hợp thứ nhất trong thế giới của chúng ta chia sẻ để các vị lưu ý. Và nếu chúng ta là những người trẻ làm đồ tôn đệ tử những người già thì các vị cũng càng phải ý thức về điều này. Tại sao? Tại vì các vị cũng sẽ trở thành người già trong tương lai. Các vị cư xử với thầy các vị ra làm sao thì đệ tử các vị cư xử với các vị ra làm vậy. Chưa có một người nào bất hiếu, thiếu lòng tôn kính đối với các bậc sư trưởng mà trở thành những bậc thầy lỗi lạc, có đạo hạnh, dắt dẫn được người khác tu tập và làm được những công ích lớn để đóng góp cho già lam nghe. Một trong những điều nền tảng xây cái phước lành vô cùng lớn đó là lòng hiếu kính đối với các bậc tôn trưởng. Nếu ta còn trẻ hoặc ta trung niên xuất gia, cái điều này nó là nền tảng căn bản tất cả người xuất gia chúng ta. Nếu chúng ta phải nói một cách rộng rãi hơn, đó là người xuất gia là những người tốt trên những người tốt, trí tuệ trên những người trí tuệ, có năng lực hy sinh hơn những người hy sinh, có khả năng hiếu kính hơn những người hiếu kính, có khả năng khiêm hạ hơn những con người khiêm hạ giữa nhân gian. Tức là tất cả mọi phẩm tính tốt lành nó có mặt nơi người xuất gia, người đó mới đủ nhân duyên, đủ phước lành để có thể làm người xuất gia, làm cho chánh pháp hưng thịnh, mới có thể xứng đáng là người khoác pháp phục Như Lai, nghiêng vai gánh vác đại pháp của Phật. Chưa làm điều này, thưa các vị, dường như là mình xuất gia chỉ trang trí cho một ngôi chùa cho có đông người, mà không thể làm gì cho lợi ích chính mình và lợi ích cho Phật Pháp, càng không lợi ích gì cho những người Phật tử đến với ta để thân cận tam bảo. Thế cho nên nếu là người đệ tử trẻ tuổi trung niên thì cái điều xin lặp lại nơi đây là niềm hiếu kính đối với các bậc tôn trưởng vô cùng quan trọng. Nó xây một cái nền đạo đức vô cùng vững để cho các vị hành đạo. Các vị cung kính các bậc thầy, các bậc tôn trưởng không làm cho họ mọc thêm chút nào đâu, chẳng làm cho họ giàu thêm chút nào đâu. Ví dụ, chúng ta về đây chúng ta tu học, thể hiện cái lòng cung kính ta đối với sư bà viện chủ nơi đây, và có thêm gì đâu. Nếu nói một cách thẳng thắn thì hao thêm thì có, chứ không có thêm gì đâu. Thế nhưng cái thêm và cái phước lành nó lại đến với chúng ta, chứ không phải đến với người được ta cung kính nghe. Các vị đảnh lễ một người, người ta không thêm được cái gì cả, nhưng mà các vị tăng trưởng cái tâm khiêm tốn, tăng trưởng cái lòng kính trọng. Đức lành phát sinh từ tâm cung kính, đức lành phát sinh từ tâm khiêm hạ, đức lành phát sinh từ cái nền tảng nhân văn như vậy, chứ không phải đức lành phát sinh từ sự kiêu ngạo hống hách coi thường thiên hạ. Đây là bài học đối với người trẻ chúng ta học trong thế giới người tu. Thế để trong thế giới nhân gian, mình mới vừa bài cho mấy đứa nhỏ, thú thật là mình không có gặp tình trạng như vậy, nhưng mà thần linh xui khiến cho nên mình trả lời, mình nghĩ chắc cũng có thể đáp ứng được cho các em và cũng có thể giúp cho các vị mở con đường để các vị cư xử với các bậc bố mẹ già và lẫn như vậy. Như mình vừa giải thích, già thì lâm vô tình trạng như vậy nghe, nhưng mà mấy đứa con nó rất là bực mình, tâm thức nó tràn đầy giận dữ sân si. Mình nói cái điều này là sự sai lầm, nên nhớ rằng người già càng khống chế họ thì họ càng lính quýnh hơn, họ càng bất an hơn, họ càng lâm vô tình trạng khó khăn hơn. Cái tội này nó phát sinh không phải là từ nơi cái sự nhớ quên của bà cụ, mà tội này phát sinh từ nơi mấy đứa con thôi. Mấy đứa con thương mẹ quá, muốn rằng bà phải làm thế này nè, làm thế này nè, bà tu rồi phải như vậy nè. Điều này không nên. Tại vì ta không thể áp đặt bất cứ người nào, nhất là nên nhớ với người già nghe. Và hai điều ta nên lưu ý nơi đây, với người trẻ chưa biết chi thì có khi dễ thương hơn người già. Tại sao?
Dường như không ai ghét đứa bé đâu nghe. Nó bi bô, nó nói trúng, nó trật gì tập tầm, thậm chí nó đánh ta, ta cũng thấy rất thỏa thích, rất vui. Thế nhưng mà người già thì những hành xử nó còn ít tổn thương hơn em bé, nhưng mà ta lại giận dữ. Các vị biết tại sao không? Tại vì năng lượng người già đó là một loại tổng hợp của tất cả tập khí khó chịu một đời người. Gần họ rồi ta đã nghe có cái gì đó nó khác biệt, nó không có dễ thương rồi. Huống nữa là cái cách hành xử vụng về và hơi nhớ hơi quên họ, cộng với một yếu tố vô cùng quan trọng là ta là con của họ. Cái ái nghiệp của ta rất nặng đối với người thân của ta. Và ái nghiệp của ta nó cộng với một phần sĩ diện của ta nữa. Ta muốn rằng mẹ mình hoặc bố mình nó phải thế này, thế nọ, thế kia, phải đẹp đẽ, phải thông tuệ, phải sang trọng, phải quý phái, phải giống như là thời thanh xuân. Điều này dường như không thể đâu nghe. Và khi ý niệm này khởi lên, có nghĩa là ta áp đặt họ phải theo ý ta, theo sự mong muốn của ta. Cho nên bây giờ hãy lấy tất cả cái điều đó bỏ xuống, hãy cho phép người già sống như người già. Là sao? Họ sống với cái tình trạng nhớ quên, sống với tình trạng đa nhân cách như tập khí họ đã quân nghe. Họ có quyền lúc này thì em bé, lúc này thì người lớn tuổi, lúc này thì người tham, lúc này thì người vô cùng là hỷ hả, có thể cho hết mọi điều với mọi người. Lúc vui, lúc buồn, lúc giận, lúc thiên thần, lúc quỷ dữ là chuyện của tập khí lâu đời. Nếu ta là con, ta chấp nhận điều này như bản thân của bố mẹ ta đã có, đã nuôi dưỡng nơi đáy lòng của họ từ lâu. Chuyện gì phát sinh? Bình an, hạnh phúc, lặng lẽ, quan sát mỉm cười với cái thói tật khi trẻ, khi già, khi giận, khi vui, khi là người tu thiền, khi thì tu niệm Phật, khi thì không buồn tu, nằm lười biếng ra đó, chấp nhận như vậy. Có chuyện gì đâu, bình ổn. Và lợi ích đầu tiên là gì? Ta không làm cho mình càng ngày càng sân si, càng khó chịu, không tạo thành cái không khí gia đình càng ngày nó càng tù, càng quẩn bách, càng không làm cho tâm thức ta nó bị sang chấn tâm lý, nó không bị nỗi niềm, nó không bị u uất, không bị nỗi kết. Hãy làm điều này, chấp nhận bố mẹ mình như bản chất của người già đã nhớ đã quên, và chấp nhận tất cả việc họ đang hiện khởi. Thế thì thưa các vị, ta lấy đi cái không khí xung đột của ta với người già, nhất là với bố mẹ ta. Đừng nghĩ rằng bố mẹ mình nhớ quên, lẫn lộn, mà những cái phiền muộn của mình, giận dữ của mình, sân si của mình, muốn áp đặt của mình lên mà họ không nhận ra nghe. Thưa các vị, dù hệ thần kinh nó có thể bị nhạt nhòa, không điều khiển được, nhưng mà tâm thức họ nó vẫn đón nhận được cái năng lượng vô cùng tiêu cực, giận dữ của các vị đập thẳng vào người ta, đánh vào người ta. Thế cho nên lấy đi hết những cái áp lực mình muốn đặt vào bố và mẹ mình, thì các vị tự nhiên làm cho nó lỏng ra, nhẹ ra, không khí gia đình tự nhiên nó hài hòa lại. Và điều này nó xảy ra thì mẹ ta, bố ta tự nhiên không có phản ứng, không có gay gắt, không khó chịu. Tự nhiên tâm ta nó tràn đầy cái niềm vui, tràn đầy hỷ lạc, chấp nhận bố mẹ mình như bố mẹ mình thì sẽ không có vấn đề xảy ra. Không có làm tăng trưởng thêm cái sự phiền muộn, bất an, giận dữ, cái tập khí sân si nơi chính mình. Điều này làm được không? Thưa các vị gánh lên vai một gánh nặng nề thì khó, còn buông xuống thì có gì đâu khó. Có ai nghĩ rằng là tôi đang gánh một gánh nặng rồi tôi buông xuống là nó khổ không? Không. Cái tình trạng như này xảy ra, thưa đại chúng, rằng là ta sẽ làm cho đời sống của mẹ ta, bố ta có thể họ không có khả năng như thuở thanh xuân, như thuở là chưa lẫn lộn nhớ quên, nhưng mà họ vẫn sống an lạc, vẫn vui tươi. Điều cuối cùng chúng ta nên nghĩ rằng là bố mẹ nào cũng tới một cái tuổi như vậy, để làm gì? Để dần dần đi vào cái chết mất hút của hư vô. Cho nên hãy bắt đầu chấp nhận những việc như vậy xảy ra. Hãy nghĩ điều đơn giản rằng là các vị còn sống là hạnh phúc rồi, là tuyệt vời rồi. Các vị chưa đến nỗi nằm dài đó đó, phóng uế bừa bãi mình lao dọn là hạnh phúc rồi.
Các vị chưa có phải nằm lăn qua lăn về, lưng nó lỡ lói từng máng là hạnh phúc rồi. Hãy nghĩ những điều xa hơn và chấp nhận hiện tình như vậy. Thì thưa các vị, lấy đi xung đột của ta với người thân của ta. Lấy đi, cái điều quan trọng là lấy đi tâm thức phiền muộn bất an của ta. Và điều này nếu ứng dụng được, chuyện gì phát sinh? Thưa các vị tự nhiên là thấy không khí gia đình nó thanh thản ra, nhẹ nhàng ra và trở thành hài hòa an lạc ra. Còn không như vậy, thì chúng ta vô hình trung tạo thành một sự xung đột rất tội nghiệp cho chính ta. Điều này, dường như nếu mình không khéo thông minh thì cho dù mình có thể có được hoàn cảnh tốt, là triệu phú hay là hơn triệu phú trên đất Mỹ, còn cả cha cả mẹ sống trong nhà và ta có những đứa con thành công thành danh, thế nhưng mà ta vẫn là người bất hạnh. Ta tự chuốc cái nỗi niềm sầu khổ bất hạnh, sự căng thẳng trong thân tâm của ta. Đây là trường hợp thứ nhất. Mình nói cho nhau nghe để các vị có thể ứng xử. Trong già lam chúng ta là những người trẻ ứng xử với thầy ta. Trong đời sống bình thường, ta là những đứa con gặp phải tình trạng khó khăn là bố mẹ ta. Trường hợp thứ hai cũng rất quan trọng là làm thế nào để tránh đi cái tình trạng tuổi già lâm vô khó khăn như vậy. Tránh đi cho mình khi phải đóng vai trò là nuôi bố mẹ, lẫn lộn như vậy, nhớ quên như vậy, tật bệnh như vậy. Đóng vai trò là ta phải làm gì với ta để tuổi già ta đừng lâm vào tình trạng như vậy. Đây là vấn đề quan trọng. Thế thì chúng ta tu làm sao? Thưa đại chúng, đơn giản một điều là các vị ngay bây giờ nhìn cho ra những cái thứ tập khí nào trong các vị mà nó nặng nhất thì các vị thay đổi nó. Tập khí hay giận của ta. Điều thứ nhất là cái giận này, thưa các vị, nó có cơ hội nó phát tán từ tâm thức các vị, nó trồi lên, tức là nó sinh khởi. Thì nó không đơn thuần là nó là một loại nghiêng hồ hay là nghiêng gà nước, trút nước ra rồi nó cạn đâu nghe. Tập khí nó có nguyên tắc là nó sinh ra rồi nó lại gieo trở lại. Trong cái nền tảng duy thức học thì gọi rằng là từ chủng tử sinh ra hiện hành, từ hiện hành sinh chủng tử. Hàm nghĩa rằng cái giận của tâm thức ta từ đáy lòng nó khởi ra vì một lý do nhỏ nào đó đối với cái người đối diện của mình. Rồi mình tưởng là giận này rồi nó đi mất vào hư vô. Không. Lần thứ hai gặp lại thì mình nhìn cái mặt người kia là cái giận nó tăng gấp đôi, tại vì cái ý ký ức của mình về cái sự khó ưa người kia nó liền hiện ra. Rồi hôm nay gặp một việc rủi ro là người kia nhức răng nữa, cái mặt rầu rầu nữa, là mình nghĩ rằng gặp mình cái mặt của họ một đống như thế, cho nên căm phẫn cái giận nó chồng gấp nhiều lần. Cho chúng ta cái nhìn rằng là Phật dạy từ chủng tử sinh ra hiện hành, từ hiện hành nó lại quân ngược lại chủng tử nghe. Ví dụ dễ hiểu là thế này, các vị trồng một cây xoài, thế thì cây xoài nó lên nó cho lại một trái. Không có chuyện đó, nó cho lại một cây xoài có trái. Thế là một cây xoài có trái đó mình gieo hạt, thì cây xoài có trái nó lên lại lần thứ ba, nó ra một rừng xoài chứ không phải một cây xoài nghe. Thế thì thưa các vị, từ điều đó chúng ta trở lại pháp hành trì, đó là các vị quan sát cái tâm của mình nó đang có một cái loại tập khí gì nặng nhất. Tập khí là mở miệng ra hay nói về chuyện xấu, chuyện sai của người, bươi cái chuyện rất là xấu hổ của người kia để làm những người kia mất mặt, thì biết rằng đây tập khí này nặng đây. Và khi các vị nhận ra được tật bệnh của mình thì các vị tự nhiên biết cách trị. Ví dụ mình biết rằng là chiều nay cổ mình đang khô nè, và mũi nó đang chảy lòng thòng nè, biết rằng cảm sắp tới rồi, các vị làm gì? Tự mình uống thuốc trị liệu chứ. Nếu cơ thể có tật bệnh, ta đủ thông minh để trị liệu cơ thể, thì tại sao tâm ta nó cũng là một loại tật bệnh như giận, như buồn, như bực bội, như bất an, là một loại tật bệnh bất thường này mình không biết trị là sao? Cái điều này nó chỉ xảy ra với người vô trí. Với người tu thì không cho phép tình trạng vô trí này xảy ra nghe. Dù là cư sĩ Phật tử hay là tất cả người xuất gia chúng ta, khi thấy tâm tật bệnh, mà tật bệnh chỗ nào các vị liền trị liệu chỗ đó.
Đây là phương pháp đầu dắt dẫn nhau đi vô để loại trừ đi những loại tập khí trong tương lai ta vướng phải. Nếu ngay bây giờ mình còn không nhận diện được những loại tật bệnh của tâm thức mình, cứ để cho nó mặc tình hoành hành, mặc tình sinh sôi, chuyện cuối cùng xảy ra là càng già thì càng cứng, càng khó giải quyết, càng khó lợi trừ, càng khó trị liệu nhé. Tật bệnh nuôi lâu chuyện gì phát sinh? Bệnh nhập cốt, bệnh trở thành mãn tính và trở thành một loại trầm kha, cuối cùng lấy mạng mình như chơi. Từ tật bệnh của thân cho đến tật bệnh của tâm, nó đều theo một tiến trình như vậy. Nếu các vị nhận ra rằng tâm mình nó có cái giận rất dai đối với bất cứ người nào, thì các vị nên chú một vào cái loại tâm hành như vậy để trị liệu đó. Đó là mình liệt kê ra vài loại bệnh của tâm thức các vị nhận ra. Khi nhận ra rồi, thưa các vị, Pháp Phật là một loại dược vật cực kỳ tuyệt vời trị tất cả loại bệnh cho phàm phu trên mặt đại địa nha. Mình lặp lại nơi đây là Pháp Phật là dược vật trị tất cả bệnh phàm phu của con người trên mặt đất, chứ không phải riêng một vài người, không phải một nhóm tăng sĩ hay là một nhóm cư sĩ Phật Pháp gì cả. Nếu các vị ứng dụng được cái điều các vị học Phật mà có niềm tin vững chắc, thì tôi tin rằng tất cả mọi loại tật bệnh của tâm các vị đều trị liệu một cách bình thường và rất mau chấm dứt. Dĩ nhiên, có những loại pháp phương tiện nó đối chứng trị liệu. Ví dụ như mình keo kiệt vô cùng thì mình nên làm một việc, đó là hãy bố thí đi cho nó hết keo kiệt. Tại sao? Tự nhiên bố thí rồi các vị cảm thấy rằng ồ, hóa ra mình cho người còn vui hơn mình tích cóp của tiền nữa. Tôi không biết các vị có làm thử điều này chưa? Chắc cũng có làm, với nhiều điều chưa đến nỗi bán cửa bán nhà để làm, nhưng mà chắc làm chút chút. Cái điều thứ hai, thưa các vị, một cái loại bệnh rất phổ thông nữa mà chúng ta có thể trị liệu rất dễ, đó là chúng ta hay nói xấu người, hay tìm những cái vết vụn về của người xỉa xói, và tâm thức chúng ta nó được cài vô một cái loại chương trình, tức là được mã hóa rằng nói một cái lỗi của người kia hay nói được cái xấu người kia tự nhiên mình tốt hơn. Điều này sai. Không hề nói xấu bất cứ người nào mà mình tốt hơn họ. Chỉ có khả năng tu tập vượt lên chiều cao mới tốt hơn người ta mà thôi. Người thông thường người ta nói xấu mình nói xấu lại, thì cá mè một lứa như nhau, xấu như nhau, ô uế như nhau và ác khẩu như nhau. Các vị nhìn vào biểu tượng của Mỹ, nó có cái biểu tượng rất hay mà mình để phụ nha. Biểu tượng nó là biểu tượng chim đại bàng. Biểu tượng của nó là biểu tượng gì? Ý nói cái gì? Một bầy quạ kêu inh ỏi, la lối, chửi mắng nó, đánh phá nó, nó không đáp trả, không làm gì cả, nó cứ lượn vòng càng ngày càng cao, tới một lúc quả đâu có bay lên cao được, thua. Cái cách hành xử của dân Hoa Kỳ, của những người Mỹ, có khi nó là như vậy nha. Các vị nhìn coi thiên hạ cứ chửi thì chửi, nhưng mà không có trả đũa. Hắn cứ lượn lờ bay cao, hắn đẩy thì sống hắn càng ngày càng lên cao, người ta càng ngưỡng mộ, nhưng mà ghét nó thì cứ ghét. Tại vì không làm gì được. Cái chuyện vui để cho dừng lại, bớt cho các vị thở. Có một lần anh Mỹ qua Pháp, anh già rồi cho nên hay lượm thường, anh móc túi này túi kia, móc hoài bắt bò nó không có chịu ra. Và những anh Pháp trẻ anh khó chịu, mà trong những dân tộc, tôi không đi nhiều nghe, nhưng mà tôi biết vài nơi, thưa các vị, là Pháp là một dân khá kỳ thị. Nói mất lòng các vị ở Pháp, nhưng mà các vị vô phi trường Pháp, các vị thấy. Nói tiếng Mỹ nó không trả lời, nói tiếng Pháp nó trả lời. Và anh Pháp trẻ nhìn anh Mỹ, anh bực mình, nói tại sao biết rằng đến đây là cửa hải quan, ông phải trình passport chứ. Tại sao ông không có đem passport, visa, hộ chiếu của ông đâu. Anh già nói, tôi nhớ tôi đã từng vô đây nhiều lần, nào có hề ai hỏi hộ chiếu passport gì đâu, tôi đi vô đi ra bình thường. Cái anh Pháp trẻ nói láo. Láo là tiếng Việt Nam chứ Pháp chắc không có nói đâu nghe. Láo là cái tiếng Việt Nam mà tiếng dân Hà Nội á. Láo. Làm gì có chuyện vô đất nước người ta.
và không có visa nhập cảnh, không trình hải quan. Đó, ta nhớ hồi năm 44, 43 đó, ngay bờ biển Nọc Man, Nọc Man, cả một hàng dài tụi ta đi lên đó, nào có thấy ai hỏi giấy gì đâu. Các vị biết vào để nhĩ thế chiến đó, không có bàn tay của đồng minh, không có bàn tay của Mỹ thì đố mà nước Pháp còn tồn tại. Đức nuốt mất rồi. Nói như vậy để ta nghiệm ra điều rằng là khi năng lực tu ta như chim đại bàng lượn lờ càng ngày càng cao, thì tất cả những thứ phiền não, ô uế, tất cả những tâm hành phàm phu lụng vụng, tất cả những loại tập khí xấu tự nhiên nó tan biến. Cho nên chỉ có một pháp hành trì của công trình tu tập mới có thể làm đời sống mình dâng lên cao, làm cho tất cả là tập khí xấu nó rơi rụng ngang. Không có khả năng đoạn trừ nó bằng cái gì khác ngoài diệu pháp của Như Lai. Rồi trở lại vấn đề diệu pháp Như Lai chia làm hai loại. Các vị chỉ có thể độ được cái tâm keo kiệt của mình bằng tâm bố thí. Các vị chỉ có thể độ được cái tâm hay nói xấu người bằng cái tâm rất ư là tán trợ những pháp lành của người, khen ngợi người. Khi các vị căm ghét người ta, muốn nói một lời để làm cho người ta tổn thương, các vị hãy nói ngược lại. Hãy tìm những cái điều đẹp nhất của người, tìm cái điều dễ thương nhất của người, tán tụng họ, ca ngợi họ. Điều này khó làm hay dễ làm? Vô cùng dễ làm. Tại sao? Mình chê người ta, thưa các vị, ngôn ngữ nó có khả năng là nó đi một vòng, nó về lại với ta nghe. Chê ông A bà B từ ở bên Việt Nam chẳng hạn, thế rồi qua Mỹ, các vị tưởng trốn được à? Nó đi một vòng, tại vì cell phone bây giờ nhắn cái là trong vòng chưa tới một phút nó tới liền. Vô hình trung, thưa các vị, mình chê người ta thì ít, mà tới chừng người ta nghe cái lời chê của mình thì nó quá nhiều. Tại sao? Đâu có ai dạy khờ chi một múc nước lã tặng nhau, cho nên ta thêm một người một chút muối, chút giấm, chút chua vô là tự nhiên nó thành cái canh chua mất tiêu. Chê thì ít, nhưng mà nó quay về mình thì trở thành một sự đối chối rất là tội nghiệp. Tự nhiên làm tổn thương mình, mất uy tín mình, hạ giá của mình xuống thấp. Thế cho nên hãy tu những pháp vô cùng là đơn giản, đó là thay vì tập khí ta là thích chê người, thì bây giờ tập khí ta sửa lại hoàn toàn, lật ngược lại, khen người, không chê. Tập khí ta, đó là luôn hay giận, hay căm tức, thì ta sửa ngược lại là nở nụ cười, chấp nhận người, quan hệ với người. Hãy làm ngược lại những loại tâm hành tiêu cực của mình, tâm hành ô uế của mình. Cái tác dụng này nó vô cùng kỳ lạ, là khi các vị có khả năng làm ngược lại những điều do tập khí xấu mình đã xảy ra, nó đẩy mình đi đến, thì tự nhiên là các vị chữa trị được mọi loại tập khí xấu nơi tự tâm, và các vị còn làm giàu có thêm cái phẩm chất cao quý nơi đời sống của chính ta. Đây là một pháp thứ nhất, ai cũng có thể làm được. Và khi mình nhận ra cái tính rất là tiêu cực của ngôn ngữ nói xấu người, thích tám chuyện vô tội vạ, thích buông chuyện, người ta dùng cái từ buông chuyện cũng đúng nha, đem cái câu chuyện đó bán cho người này kiếm chút lời, đó là niềm vui trong những cái nụ cười hả hê. Thông thường chúng ta nói xấu người khác để làm chi? Lôi một nhóm người đồng thuận cùng với ta để làm thành cái chi? Làm thành cái nụ cười trong những lúc trà dư tửu hậu, chứ có quý gì đâu. Gặp nhau có chuyện gì thôi thì kiếm chuyện người khác nói, tôi dạy chi tôi nói chuyện xấu của tôi đem chuyện ông A và B tôi nói, buông chuyện với thiên hạ mà. Thế thì thưa các vị, hãy lật ngược lại những điều này để làm thành phẩm tính của một người. Điều thứ nhất là có pháp lành để tâm thức. Điều thứ hai, có nghiệp lành dội về. Điều thứ ba, làm cho giá trị đời sống của mỗi người chúng ta càng ngày càng nâng cao, càng thăng hoa nha. Nếu không làm được điều này, thưa các vị, cái quả gần nhất là tự nhiên ai cũng xa lánh ta. Quả xa hơn, tạo thành một loại tập khí là tới già các vị trở thành một người vô cùng khó chịu. Mà khó chịu thì nó đi theo nhiều cái khó đó nha. Khó ưa, khó thương, khó gần gũi, khó tiếp xúc. Chuyện này nó xảy ra thì tội cho mình chứ tội cho ai. Người già mà được bao nhiêu người thương mến bao quanh, không có gì hạnh phúc bằng người già mà tâm hồn trẻ trung tràn đầy
Cái sự tươi mới thì không có gì vui bằng, không cần làm gì cả mà tự nhiên người đó có niềm vui. Còn người già mà mang bài ủ rũ, người già mang bài cao có nhân ớt thì thưa các vị rất là tội nghiệp cho đời sống của chính ta. Cho nên các vị phải nhận diện tất cả tâm hành của mình ngay bây giờ, tu tập. Còn không, có chừng không kịp. Tại sao? Có chắc gì ta sống thêm 10 năm nữa không vậy? Không. Bất trắc cuộc đời nó luôn chực chờ bên bên ông bạn á, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào nghe. Cho nên thưa các vị, cái việc chi thì chúng ta còn hò hẹn nay với mai, nhưng mà cái chuyện là thay đổi tập khí để có được cái nhân cách của một người cao quý giữa nhân gian thì các vị phải bắt đầu làm ngay bây giờ, ngay nơi đây, chứ không có đợi tới ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Đây là điều thứ nhất, mình chia sẻ một cách hành trì lật ngược lại hết tất cả tâm hành tiêu cực nó đang có mặt nơi chúng ta. Tâm hành này thần linh không nhìn thấy không? Họ thấy họ cũng đâu nói. Mà ai nhìn thấy? Ta nhìn thấy trước tiên, trước khi nó đến với người. Đừng đợi bằng hữu, bạn bè, đồng phạm hạnh của mình, người tu với mình, người ở chung với mình nói về mình. Họ nói không đúng đâu. Họ thấy cái chiều của cạn thôi. Ai cũng đủ thông minh che giấu đi cái sở đoản của mình mà phô bày sở trường. Cho nên chỉ có ta đối bóng với chính ta, đối bóng với những vụng về trong ta, ô uế trong ta, tâm hành tiêu cực trong ta, ta nhìn rất tỏ. Cho nên khi các vị nhìn ra điều này rồi, tự mình giải quyết lấy cái đống phiền não bề bộn trong tâm thức các vị và pháp hành đó là một loại đối chứng trị liệu. Một pháp thứ hai, pháp này đơn giản hơn nữa. Có điều khó khăn là các vị không đủ kiên nhẫn đi làm thôi. Đó là pháp gì? Đi vô thiền tập thì cái chuyện nhận diện tất cả tâm hành tiêu cực tự nhiên nó vô cùng đơn giản. Tại sao? Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu, này phiền muộn, này lo lắng, này bất an, này giận dữ, này căm thù. Tất cả loại tâm hành đó, nó đều là chỉ số âm cả. Nó đều đưa ta đến cái tình trạng bất an, buồn phiền. Và nó làm cho đời sống ta bất hạnh. Mình hủy hoại đời sống mình bằng những tâm hành đó, mình nuôi dưỡng nó như của báo, cất nó trong đáy lòng của mình để lâu lâu mời nó lên để nhìn chơi cho vui. Đây là một loại đại họa mà mình tự hủy diệt mình thì còn tha được. Tại sao tha? Tại vì nó chỉ hủy diệt anh thôi, không làm hại ai. Thế nhưng cái tội nghiệp là những cái thứ ấy bạn cất nó đầy lòng thì nó sẽ tìm mọi cách nó đến với người khác nghe. Có khi nào trong cái không gian này mùi hương trầm ta đốt rồi mở cửa sổ ra mà nó bay ra cái mùi gì khác ngoài hương trầm không? Không. Trong nhà các vị chứa cái chi? Cửa lớn mở, cửa nhỏ mở, cửa sổ mở, cửa cái mở thì cái mùi hương nó liền bay ra nha. Cũng như vậy nghe. Trong ta cất chứa đầy u uẩn, đầy bất trắc, đầy giận dữ, đầy căm thù thì mắt của ta, mũi của ta thở cũng ra cái hơi giận dữ. Đừng có nói là mắt của các vị nhìn như hai viên đạn. Không, nó là vậy. Trong lòng ta cất cái chi thì ta mở miệng ra, ta nhìn ngắm, ta nói năng, ta hành xử, vân vân, nó đều biểu hiện tất cả cái nội dung tâm thức các vị cất chứa. Tôi giận tôi không thể nói được, tại vì nói nó mất uy tín, ông thầy lớn mà đùng đùng nói sang sao, cho nên tôi phải biểu lộ bằng cách là tôi bưng ly nước tôi giận cái bàn, cái cúp giận, không phải giận lên bàn đâu, cái giận lên đâu vậy chứ không biết. Chuyện bình thường. Thế thì thưa đại chúng, cái điều trở lại đây là pháp Phật hành trì tùy những bệnh đối chứng là một. Thế nhưng mà cái gì quan trọng của người đi vô thiền tập là các vị làm một việc giản dị hơn. Có điều hay quên thôi, đó là chi? Hãy nhận diện tất cả tâm hành tiêu cực nó đang sinh ra trong vùng trời tâm thức các vị. Khi có buồn đến, mình nhận diện đây là cái buồn. Vui đến, mình nhìn rõ đây là cái vui. Lo âu phiền muộn đến, các vị nhìn đây là lo âu, đây là phiền muộn. Và dần dần làm được điều này thì các vị nhìn được là khi nó nhúc nhích từ xa ta đã nhìn thấy, nó chộm chân nó sẽ bước ra rồi. Lúc bây giờ thì tất cả loại tâm hành tiêu cực đó nó vừa sinh khởi, các vị chỉ cần nhìn đó thì nó trốn mất và hư vô. Quét mắt là nó tan biến thành không khí mất.
Tại sao vậy? Giải thích điều này, các vị có niềm tin để tu nghe. Thưa đại chúng, hãy nhìn trên cái bình diện vật lý, tất cả những cái món tôi thấy đều là cái không phải tôi. Đúng hay sai? Đúng, cuốn sách, cái ly, cái bình, bình hoa và những người đối diện thôi. Những cái bên ngoài tôi quan sát được, có thể có trăm thứ. Nếu là con người thì có thể có 1.000 người, nhưng mà con người quan sát thì chỉ có một. Thế rồi tôi quay ngược về, tôi nhìn, đây là buồn, đây là giận, đây là lo âu, đây là phiền muộn, đây là tâm ganh tị nhỏ nhoi, đây là tâm hồn keo kiệt, vân vân. Thưa các vị, tất cả cái đó, các vị nhìn được nó, hàm nghĩa rằng nó không phải là ta. Nó là đối tượng, nó bị ta nhìn. Đối tượng thì nó có thể ngồi đây, nó có thể ra đi, nó có thể đến, nó có thể đi ngang qua và biến mất. Nhưng mà cái con người nhìn thì không mất bao giờ. Từ ví dụ đó là quay ngược về, này buồn, này vui, này hờn, này giận, nó đã từng như vậy đến đi trong triệu triệu lần ngay một kiếp này. Nếu cộng ra trong ngàn vạn kiếp tử sinh thì nó đã từng như vậy. Thế rồi bây giờ mình có duyên quan học chánh pháp, mình làm được việc rằng nhìn tất cả cảm xúc, cảm thọ, những buồn, những vui, những ưu tư, phiền muộn đó, nhìn nó bằng cái nhìn của người có tu, thì các vị làm được một điều tuyệt vời là cách ly nó với mình. Tại vì nó không phải là mình, cho nên mình là người quan sát nó, cho nên mình không có phải là người buồn, giận, ghét, thương gì cả. Đơn thuần là trạng thái con người đầy hỷ lạc, nhìn những buồn vui đến đi thôi. Ngay cái việc thực tập này, nó đã là một phương pháp trị liệu toàn bộ những loại phiền não khởi ra trong tâm thức của các vị. Và khi mình làm điều này, mình tưởng rằng cái việc này việc bình thường ư? Không. Việc này vô cùng quan trọng nha. Nếu ta để cho cái buồn càng ngày càng lớn, nó xâm nhiễu tâm thức ta, nó trở thành cái chê. Càng ngày càng lớn, nó trở thành trầm cảm. Trầm cảm đưa đến cái chê. Thất vọng. Thất vọng đưa đến sâu hơn là cái chê. Tuyệt vọng. Tuyệt vọng đưa tới một nhích nhỏ thôi là cái chê. Tự giận đó. Và đừng tưởng rằng cái chuyện tự giận nó chỉ xảy ra với cái người già cả ốm yếu, không có của tiền, sống lay lắt giữa cuộc đời, chán đời tự giận. Không. Tự giận nó xảy ra với những con người tài hoa, có của có tiền, xinh xắn, trẻ đẹp. Các vị lắng nghe cả mấy cái đứa mà nó làm tiền một giờ đồng hồ trình diễn của nó có thể hàng trăm ngàn Mỹ Kim. Nó có làm gì mệt nhau đâu. Nó lên cái sàn cao, nó đi qua đi về, nó lắc lư mấy cái, nó lượm cả trăm ngàn. Thế mà tôi tự giận đó. Tại vì không ai quan tâm tới, không ai ái mộ nó nữa. Những người mẫu thời trang mà khi bị khán giả họ tẩy chay thì thưa các vị, cái nỗi trầm cảm nó lớn, nó đổi nó tự giận. Thế rồi ta quay ngược lại hỏi tại sao trầm cảm. Thứ nhất, nó cảm thấy dường như người ta không còn thương nó nữa, ngưỡng mộ nó nữa. Thứ hai, cái đầu của nó cứ xoay vòng cái chuyện là ta còn sống làm gì, người ta đã chán ta rồi, đâu còn có cái việc gì để sống, không có niềm hứng thú để sống giữa cuộc đời, thôi chết đi rồi. Một ý niệm khởi lên trong tâm thức rằng thôi chết đi rồi, sống làm gì. Ý niệm này nó sinh ra là nó quay lại, nó hồi báo lại, nó trở về. Nó làm thành một loại ám ảnh, làm thành một loại chủng tử càng ngày càng sâu. Và nó dắt dẫn các vị từ cái nỗi niềm buồn chút đỉnh ban đầu, nó trở thành nỗi ám ảnh, trở thành buồn sâu hơn, đậm hơn, và trở thành cái chi? Chán đời, tuyệt vọng và chấm dứt sinh mạng. Và các vị trở lại pháp hành trì. Ngay ban đầu, một ý niệm vừa sinh khởi là ôi chán, làm sao không muốn sống nữa. Ngay ý niệm này các vị nhìn nó như dòng dữ đang hiện ra trước mắt, thì nó là chi? Đơn thuần nó là chỉ ý nghĩ thoáng qua mà ta thì đang nhìn nó. Cho nên ta không hề là ý nghĩ chán đời. Cái nỗi buồn sinh ra đi ngang qua, ta nhìn nó thì nó là nỗi buồn đang sinh ra trong ta, mà ta là người quan sát nỗi buồn sinh ra trong ta. Thế thì dính với nhau. Ta không có buồn. Ta là người thấy nỗi buồn sinh ra trong ta. Và ngay những bước ban đầu mình hành trì như thế này thì không có chuyện chán đời, không có chuyện tuyệt vọng, không có chuyện trầm cảm, không có chuyện khổ đau,
Và một người nếu mà người Phật Pháp mà sống được như vậy thì chuyện gì phát sinh? Dung dăng dung dẻ giữa trần đời. Thưa các vị, niềm vui không tắt nơi con người hiểu Phật Pháp nha. Này của, này tiền, này thân tình, thậm chí là những chàng con trai, những cô con gái bên ngoài có những mảnh tình vắt vai rồi nó siết gần cổ gần chết, nhưng mà chắc chắn điều rằng là những nỗi niềm đó không hành hạ nó làm cho nó chết. Tự nhiên nó rủ hết mọi thứ buồn phiền, giận dữ, bất an, mọi thứ bất hạnh của cuộc đời rơi xuống hết. Và nếu chúng ta có tu thì thưa các vị, chỉ còn lại một trạng thái của tâm đang hỷ lạc với đời sống hiện tiền, với thân phận của người tu lúc bây giờ. Có tiền cũng vui, không tiền cũng vui, đi xe cũng vui, đi bộ cũng vui, ăn rau cũng vui, ăn đậu hũ cũng vui, không có vấn đề gì xảy ra với người có tu cả. Phải như vậy. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui rồi chúng ta dừng. Mình đã lọc quyển, mình hưởng thụ đời sống tuyệt vời nhất. Tuyệt vời không phải là được người hầu kẻ hạ đâu nghe. Tuyệt vời đó là mình được quyền làm những việc bình thường của ông Tăng bình thường thôi. Sáng nấu miếng cháo, tự nấu. Chiều nấu miếng cháo, tự nấu. Trưa âm bát đi khất thực. Bữa nào mà quý thầy quý cô thương mà bưng chân mâm là bữa đó mình rầu đời rồi. Các vị biết tại sao? Mình rất lười biếng cái chuyện rửa chén. Mà họ dọn ra một cái chén úp trên cái dĩa, một cái dĩa thức ăn, có cái dĩa đậy. Mà ăn rồi thì mình rất ngại các thầy rửa. Mình nghĩ rằng là người ta đã nấu rồi, ăn rồi, để cho ta rửa thì nó kỳ. Mà rửa một mâm chén mà ăn có chén cơm vậy, mà rửa một mâm chén là chén khốn khổ làm sao. Thế rồi có một hôm mấy thầy đi chơi lọc quyển thì mấy thầy đi có khi đi du hí tới 2 tuần. Và mình nghĩ rằng một trong những đời sống mà có thể nuôi được người Mỹ chỉ có sự ông làng Mai thôi nghe. Người Việt ta nuôi không được. Điều thứ nhất là cái văn hóa của mình nó rất khác. Điều thứ hai là cái cơ chế thực dưỡng của Mỹ á, thưa các vị, nó không giống như chúng ta. Chúng ta thì đầy tươm tất về cái chuyện là có mùi vị, có màu sắc, có dầu chiên và khử bô rô, khử hành vân vân. Còn Mỹ thì đang thanh đạm đến đổi là không có gì thanh đạm hơn. Nhưng mà thức ăn nó là bổ dưỡng à. Người Việt ăn không nổi. Thế rồi một hôm dẫn nhau đi chơi 15 ngày để cho mình ở nhà dặn lại mấy anh Mỹ thiền sinh tập sự nói, ở nhà nấu cho ôn nghe. Nấu món này, món này, món này. 3 món. Nó làm y vậy 15 ngày. Mình ăn về buổi trưa có một bữa thôi. Bữa nào xuống cũng thấy là cơm mà nấu từ nhiều nhiều hôm trước đó. Nó bỏ vô microwave hấp cho nóng. Đậu khô không chiên, không làm gì hết. Xắt từng miếng đút vô lò để cho nó chín, nó nóng. Và vài ba cái bông cải luộc. Một dĩa bông cải luộc. Một dĩa đậu khô không có chút muối, chút gì, gia vị gì cả. Không có dầu gì cả. Và một tô nước rau luộc không có tí muối, tí nước tương, tí bột ngọt hết. 15 ngày, ý như 15 ngày. Hạnh phúc làm sao? Mình xuống là mình đã cười là thích chí là tại vì không có làm phiền ai. Thứ hai nữa, thức ăn rất lành. Và thưa đại chúng rằng là không có gì lý thú bằng tới giờ ăn trưa mình được ôm cái dĩa rồi mình đi mình lấy thức ăn theo ý mình mong muốn. Không có gì lý thú bằng đời sống của thầy tu tự chăm sóc lấy mình, từ cái ăn, từ cái mặc, từ cái giặt giũ. Và dường như nếu có ai mà thương mình tới mà lấn quấn là bộ làm thị giả sao mình rất là ngại ngần nghe. Mình chấp tay mình lại dài thôi. Thôi quý thầy quý cô để cho tôi yên. Tôi đã từng có thị giả từ năm tới 30 tuổi rồi. Cả nhóm đồ tôn thì tử nó hầu tôi sợ gần chết. Tôi bỏ tôi đi qua đây là tôi đã rảy được hết tất cả những cái thứ lượng thượng. Do vậy thưa đại chúng rằng là kể cho các vị nghe để các vị thấy rằng là nếu có tu chút chút thôi, tu chút thôi nghe. Mình không nghĩ rằng mình tu chi giỏi đâu. Nhưng mà tâm hồn nó đầy thoáng đãng, nó không có những cái khúc mắc, không có những cái đòi hỏi người ta phải hầu phải hạ,
phải chăm chút, phải cung kính, phải kính lễ gì cả, dường như tất cả điều đó đối với mình dường như nó rất hết. Mình sống trơ vơ, một con tăng bình thường, rất bình thường, không có cái yêu cầu gì hết, mà nghiệm ra rằng đời sống người ta nó càng giản dị càng rớt hết những cái kiêu sa, những cái đòi hỏi, những nhu cầu dường như nó rất nhẹ. Và nếu chúng ta sắp xếp đời sống của mình nó nhẹ được về cái cư xử bên ngoài, nhẹ được của cái đầu nó không có nhảy số, nhẹ được cách cư xử, nhẹ được cái sĩ diện, thì thưa các vị, tự nhiên là tuổi trẻ thanh thản, tuổi trung niên thanh thản, tuổi già tràn đầy phúc lạc nha. Ở đâu cũng hạnh phúc cả, được người ta kính trọng cũng không có vấn đề, được người ta coi thường cũng không có gì quan trọng cả. Và cuối cùng ở đây xin thưa rằng là các vị là chủ nhân đời sống của chính mình. Dù thiên hạ có để các vị lên chính bề cao mà lại các vị cũng không nghĩa lý gì. Tại sao? Ta già, ta tật bệnh, ta ốm đau, có nỗi khổ của ta, chỉ có mình ta chịu mà thôi. Tính khí khó ưa và những cái thói tật vô cùng vụng về ta, chỉ có ta là người chịu đựng một kiếp này và ngàn vạn kiếp nha. Tất cả người xung quanh không ai dính với các vị về những điều này cả. Cho nên tự ta phải đủ thông minh làm chủ mình. Ngay bây giờ quyết định vận mệnh mình làm thế nào cho lỏng, cho nhẹ, cho thanh thản cuộc đời, đừng có quá cưu mang và vướng mắc, đừng có quá cô quạnh, để thì giờ mình chạy vạy ngược xuôi, mất đi rất là nhiều cơ hội để có thể trú luôn pháp hành trì. Và nếu người nào đủ thông minh biết dành lại cho mình những thời giờ cần thiết của tuổi trung niên, tuổi già, thì chắc chắn rằng tuổi già chúng ta không lâm vô khó khăn, còn không thì chúng ta như nhau, tuổi già nào cũng tật bệnh, ốm đau, quằn quại trong tử sàn và ra đi không biết đi về đâu. Đây là điều mà người tu chúng ta nên ý thức và cố gắng hành trì. Dừng lại đây, cảm ơn chư Tôn Đức Tăng Ni, các Phật tử. Giờ hạnh phúc nhất hồi hướng.